Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm món sườn chiên mật ong. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là thịt. Hồi sáng cô mua 32.000 thịt sườn về, ta bắt đầu ướp thịt. Ta bắt đầu bỏ vào đây một chút bột ngọt. Đây là bột ngọt nha các cháu. Và đây là tiêu. Đây là bột nêm. Đây là đường. Ta bỏ vô một ít đường thôi. Đừng bỏ nhiều đường nó dễ cháy lắm các cháu ạ. Đó, một ít đường thôi. Ta bỏ vô đây một ít nước mắm. Đó, mình bỏ từ từ hơn thôi là nó mặn. Đó, mình bỏ từ từ thôi. Và mình bỏ vô đây một chút muối. Ít thôi nha các cháu, ít thôi nha, ít thôi. Rất là ít. Và đây là tỏi với hành. Cô giã xong cô lấy nước thôi, cô không có lấy bã đâu, lấy bã ướp thịt nó dễ bị cháy lắm. Đó. Đây, tỏi với hành cô giã, đã xong cô cho một ít nước lạnh vô. Cô vắt lấy nước thôi. Còn ta không nên sử dụng sát, vì sát nó dễ cháy lắm. Đó, ta ướp thịt vào đây. Bắt đầu dùng đũa quậy lên. Ta dùng đũa mình đảo lên cho thật đều các cháu ạ. Giờ ta ướp 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ cô ướp 1 tiếng đồng hồ, mình có thể ướp lâu hơn nữa thì nó sẽ ngon hơn nữa. Mà mình ướp 1 tiếng đồng hồ cũng được rồi các cháu ạ. Và lát nữa mình chiên. Hôm nay cô đổi không khí. Cô đổi, cô làm một món mặn một bữa cho các cháu mà mới về, các cháu làm cho gia đình ăn nhé. Có thể chủ nhật này nè. Hôm nay là thứ 6 rồi, cháu làm cho gia đình ăn. Đây là 32.000 thịt sườn cô mua ở ngoài chợ. Nó ta đảo cho thật đều như vậy. Khoảng 1 tiếng đồng hồ là các cháu có thể chiên được rồi. Trong khi chờ đợi cô đi hòa mật ong. Thôi mình cho vậy thôi, sợ ngọt quá, cô không thích ăn ngọt. Đó, bây giờ cô đi hòa mật ong cô để sẵn. Mật ong này nó làm cho sườn mềm đấy các cháu ạ. Nhưng mà ta ướp vào trong này thì sợ nó cháy, ta cho sau cũng được. Ta chiên xong nó chín thì ta cho sau cũng được. Cô cho thêm một miếng nữa. Bây giờ ta bắt đầu đảo thịt lên các cháu ạ. Ta đảo thịt lên cho nó thấm. Và trong thời gian chờ đợi ướp thịt thì ta đi nấu cơm. Bây giờ cô đi nấu cơm.
và cô cũng đi sắc hành lá. Bây giờ cô sắc hành lá. Bây giờ cô đi vào dưa leo để sẵn đã. Trong thời gian chờ đợi cô đi vào dưa leo. Đây là hai cái dưa leo mà cô đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ thì mình xắt dưa leo sẵn nha các bạn và các cháu ạ. Xắt dưa mình để sẵn đó. Lát nữa ta có cơm mà ta ăn cho ta khỏi về xắt dưa leo nữa. Bây giờ các cháu ơi, ta bắt đầu đi phi hành mỡ. Đó, ta phải ít thôi. Cái này là không có phải là bao nhiêu lượng hết á. Có các cháu hỏi cô là ba quả trứng, cô ơi ba quả trứng thì là bao nhiêu lượng đựa sữa đường. Cô không trả lời được các cháu tự vì cô rất là bận. Và cô làm một lần đó là cô làm 10 cái bánh lăng, 10 quả trứng, 20 quả trứng chứ cô không làm 3 cái. Mà cô rất là bận nên không trả lời các cháu được. Các cháu thông cảm cho cô nhé. Bây giờ cô bắt đầu phi hành. Cô bắt đầu phi hành. Cô phi hành đây là cô phi nhiều, là chiều cô làm bánh bột lọc luôn. Chiều nay tối nay các cháu theo dõi bánh bột lọc nhá. Rồi cô bắt đầu xong trong hành mỡ rồi. Bây giờ cô bắt đầu đi chiên thịt. Bây giờ cô bắt đầu đi chiên thịt. Đó, ta đổ ít dầu thôi. Ta bật bếp lên. Chảo dầu của ta bắt đầu nóng rồi, ta bắt đầu bỏ thịt vào chiên. Mình chiên với lửa nhỏ thôi các cháu ạ. À, đừng có chiên lửa to nó dễ cháy lắm. Có cháu hỏi cô ơi, cháu muốn làm ba quả trứng thì làm bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường?
cô không trả lời các cháu được, thì cô biết các cháu hỏi nhưng mà cô không trả lời được vì cô bận. Thứ nhất là cô bận, thứ hai cô không chia tỷ lệ được, thì các cháu thông cảm. Các cháu ơi, thịt của mình bây giờ nó vàng vàng rồi, mình làm như vậy chỗ nào nó có thêm cảnh mình làm như vậy ở đó để cho nó khỏi cháy, thấm một miếng thịt nó ngon mà nó khỏi cháy nữa đó. Các cháu làm như vậy nè, quẹt quẹt về vậy nữa, những cái vàng vàng cái cháy quẹt quẹt về nè, nó vàng nó rất là ngon đó. Các cháu để ý nha, những cái chỗ nào nó vàng vàng nó kém cạnh á, các cháu làm như vậy nè, đó ngon lắm. Mình tập nấu ăn về mà giúp đỡ cho mẹ đó, ngày chủ nhật các cháu vô phụ với mẹ rồi các cháu làm cho mẹ đó, mẹ các cháu sẽ rất là vui. Các cháu ơi, bây giờ mình đã chiên xong hết rồi nhá, mình coi như là mình miếng nào chín, mình miếng nào vàng mình gắp ra, còn miếng này là miếng cuối cùng. Bây giờ xong rồi cô bắt đầu gắp ra, bây giờ cô bắt đầu chắc cái mỡ này ra nè, nó nhiều dầu ăn quá chắc ra đó, nhiều dầu ăn quá chắc ra. Ta rửa cái chảo đi chứ cái chảo nó bị cháy rồi các cháu ạ. À, đó ta rửa cái chảo đi. Bây giờ thì cô thay cái chảo khác, cô bắt đầu rơi cái mỡ đó, đây cái dầu ăn rồi nè, đó nó khỏi cháy. Mình cho ít dầu ăn thôi các cháu ạ. À, đó mình cho ít thôi. Rồi ta bắt đầu đổ cái bã tỏi này vào, bã tỏi bã hành vào. Các cháu ơi, đây là hành tỏi cái bã tỏi á, cô phi á vàng rồi. Bây giờ cô bắt đầu đổ thịt vào. Đó, cô bắt đầu đổ thịt vào. Cô bật bếp lên, cô để lửa nhỏ thôi nha. Bắt đầu cô sẽ cho mật ong vào. Quẹt mật ong cho vào. Đó. Các cháu tùy ý mình nhé, muốn ăn ngọt thì chắc cho nhiều mật ong mà ít ngọt thì ít mật ong thôi. Cô thì cô thích ít ăn ngọt lắm. Đó. Ta bắt đầu đảo lên. Ta đảo lên một lát cho nó mềm là được các cháu ạ. À. Các cháu ơi, ta có thể đổ cái nước ướp thịt hồi nãy vào, nó còn lại vào đây nè. Đó, cái nước ướp thịt hồi nãy ta ướp, cái còn lại ta đổ vào đây. Rồi ta bắt đầu đảo lên, đảo cái một lát. Nó thấm vào là bắt đầu ăn được. Các bạn và các cháu nhìn này, đây là một chảo sườn ram rất là ngon, sườn ram mật ong. Bây giờ cô bắt đầu cô lấy ra cô ăn thử. Các cháu thân mến này, bây giờ cô đã có một dĩa cơm rất là ngon. Nhà cô, hai đứa cháu cô nó làm hết rồi, có mình cô ở nhà cô ăn một mình thôi. Cháu cô đến tối nó mới về. Đó, bây giờ cô đầu ăn nè. Ngon lắm các cháu ạ. À. Cô cho một ít hành dầu hành về đó ăn à. Bò hò nó còn ít thôi. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn và các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.